Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Vỡ đê ở Trung Quốc, hàng nghìn người phải sơ tán. Kính thưa quý vị khán giả, sáng nay giới chức Trung Quốc cho biết hơn 6.000 người đã phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao gây vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này. Vào tháng 7 vừa qua, đã có hai trận mưa lớn trút xuống sông Raoyang tại thành phố Bàn Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh gây lũ lụt trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đê đã bị vỡ vào lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương ngày hôm qua. Chính quyền thành phố Bàn Cẩm đã kích hoạt phản ứng kiểm soát lũ khẩn cấp cấp độ 1 và điều 2.680 nhân viên cứu hộ, 320 xe vận chuyển và các phương tiện đến hiện trường. Các công cụ chống lũ như túi cát và ván gỗ cũng nhanh chóng được đưa tới khu vực. Tính đến 19 giờ cùng ngày, tổng cộng có 6.393 cư dân đã được sơ tán an toàn, hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương được triển khai. Phía Nam mưa vẫn chưa dứt, phía Đông Bắc mưa to sẽ lại đến. Kể từ ngày cuối tháng 7, trời đã mưa rất to ở miền trung của tỉnh Cát Lâm. Hồ chứa Ba Yi ở quận Đông Xiao đang gặp nguy hiểm do lũ lớn đổ về. Hình ảnh ghi lại cảnh các cán bộ chiến sĩ gấp rút vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp. Mưa lớn ở phía Nam vẫn chưa dứt, mưa lớn ở phía Đông Bắc lại ập đến. Sau đó, bão Kandu đã đổ bộ vào Quảng Đông và Quảng Tây. Trong một thời gian, tình hình lũ lụt ở Trung Quốc rất nghiêm trọng từ Nam ra Bắc. Mới đây trên mạng xuất hiện một bài đăng nóng hổi, không phải chúng ta kém cỏi mà là lũ quá gian xảo, và đặt câu hỏi tại sao năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp cứ giảm dần theo năm tháng. Trước sự việc này, kỹ sư của Tam Hiệp phản ứng, bốn câu nói trên đều xuất phát từ bốn tiêu chuẩn và cư dân mạng nghi ngờ rằng đó là sự hiểu lầm và cho rằng lũ lụt ở Quảng An và Trùng Khánh không liên quan gì đến Tam Hiệp. Tập trung vào Tam Hiệp, các quan chức trả lời câu hỏi về khả năng kiểm soát lũ lụt của đập Tam Hiệp, khả năng chống lũ của con đập có bị sụt giảm nhiều lần. Mới đây, bài đăng trên mạng cực hot không phải chúng ta bất tài mà là lũ quá gian xảo đã làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Trong bài đăng, cư dân mạng đã đăng tải tin tức từ 4 thời điểm khác nhau. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2003, tờ New Express đã đăng một bài báo của Tân Hoa Xã với tiêu đề Đập Tam Hiệp là bất khả xâm phạm và có thể chịu được trận lũ lụt hàng triệu năm một lần. Ngày 8 tháng 5 năm 2007, Wang Weipo in lại bản thảo của Tân Hoa Xã với tiêu đề Đập Tam Hiệp có thể ngăn chặn lụt thiên niên kỷ xảy ra một lần trong năm nay. Ngày 21 tháng 10 năm 2008, Shihunet đăng bài Đập Tam Hiệp có thể chịu được trận lụt trong thế kỷ mới có một lần. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2010, CCTV đã xuất bản một bài báo có tiêu đề Khả năng chứa lũ hạn chế của Tam Hiệp, trong đó tuyên bố rằng đừng đặt tất cả hy vọng của bạn vào con đập này. Đánh giá từ tiêu đề, theo thời gian, khả năng chống lũ của đập Tam Hiệp đã bị suy yếu theo năm tháng. Khả năng chống lũ của đập mạnh đến mức nào? 4 tuyên bố bắt nguồn từ 4 tiêu chí. Liên quan đến những vấn đề trên, phóng viên đã phỏng vấn Zhao Funda, phó kỹ sư trưởng của Trung tâm Liên lạc, điều độ dòng chảy của dự án kiểm soát nguồn nước Tam Hiệp. Ngàn năm mới có một trận lũ, đập sẽ không sập. Zhao Funda nói rằng các tiêu chuẩn kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chưa bao giờ thay đổi. Tiêu chuẩn thiết kế của đập là ngăn lũ hàng triệu năm một lần và tiêu chuẩn kiểm tra của đập là ngăn lũ hàng triệu năm một lần và sau đó củng cố nó thêm 10%. Tiêu chí thiết kế là gì? Tiêu chuẩn kiểm tra là gì? Yao Wunfa giải thích rằng con đập có thể chịu được lũ lụt 10.000 năm một lần là tiêu chuẩn của chính dự án đập. Điều này có nghĩa là khi một trận lũ lụt 10.000 năm một lần, cấu trúc chính của đập sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng các khu vực khác có thể bị ảnh hưởng. Ngàn năm có một lần, đập hoạt động bình thường. Tiêu chuẩn chống lũ của đập Tam Hiệp là có thể chịu được lũ một lần trong 1.000 năm. Điều này có nghĩa là khi trận lụt thiên niên kỷ xảy ra một lần, các chỉ số vận hành khác nhau của đập sẽ không bị ảnh hưởng. Trận lũ thế kỷ có một lần, đảm bảo an toàn hạ du. Việc phòng chống lũ lụt cả thế kỷ mới có một lần chủ yếu nhằm vào tác dụng bảo vệ của các con đập đối với vùng hạ lưu. Sau khi hoàn thành đập, quy chế lưu trữ của đập có thể đảm bảo an toàn cho hạ lưu và khả năng kiểm soát lũ của hạ lưu sông Kinh Giang đã thay đổi từ lũ có thể ngăn một lần trong 10 năm ban đầu. Có thể được ngăn chặn một lần trong một thế kỷ.
lũ lụt đó là lý do của trăm năm phòng chống lũ lụt. Khả năng chứa lũ có hạn, không đến mức con người có thể chinh phục bầu trời. Yao Yongfa cuối cùng nói, đừng đặt tất cả hy vọng của bạn vào đợt Tam Hiệp cũng đúng. Yang Sung Quang, giám đốc văn phòng quản lý trung tâm tập đoàn Tam Hiệp cũng cho rằng, xét cho cùng chúng ta vẫn chưa đạt được đến trình độ mà con người có thể chinh phục bầu trời. Trận lũ lụt Tứ Xuyên Trùng Khánh không liên quan gì đến lũ Tam Hiệp. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn rằng đập Tam Hiệp không xả lũ kịp thời. Mực nước lũ trên cao quá khiến mực nước ở Quảng An và các khu vực thượng nguồn khác không rút. Yao Yongfa nói, bây giờ mực nước trước đập Tam Hiệp là 150m, trong khi mực nước thượng nguồn cao tới 175m. Có một độ dốc 25m giữa hai đập, Tam Hiệp không gây ra nước ngược, vì vậy nó không có tác động trực tiếp đến Trùng Khánh. Tình hình lũ lụt mới nhất, mưa lớn ở phía Nam vẫn chưa nguôi ngoai. Các tỉnh Đông Bắc Liêu Ninh, Cát Lâm và các tỉnh khác đã hứng chịu mưa lớn bất thường, thiên tai nghiêm trọng. Mưa lớn ở Đông Bắc dưới sự ảnh hưởng tổng hợp của áp cao cận nhiệt đới và sự di chuyển lên phía Bắc của xoáy thuận Tây Nam tỉnh Liêu Ninh đã hứng chịu mưa lớn từ Tây sang Đông từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới. Tính từ 7 giờ sáng nay, lượng mưa trung bình của tỉnh là 87mm, cao nhất từ năm 1994. Cục khí tượng tỉnh Liêu Ninh đánh giá cấp độ mưa bão tỉnh này là đợt mưa cấp 1, là cấp độ nặng nhất. Phóng viên được biết từ văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh cho rằng, theo thống kê sơ bộ, có tổng cộng 10 quận, thành phố và các huyện ở Thẩm Dương, Cẩm Châu, Thê Linh và Panjin bị ảnh hưởng, 51 thị trấn và thị trấn bị ảnh hưởng và 880.000 người bị ảnh hưởng và 775.500 hecta mùa mà bị ảnh hưởng. Jai Quang, giám đốc văn phòng trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Cát Lâm cho biết vào chiều ngày hôm nay rằng lượng mưa rõ ràng bắt đầu từ ngày hôm qua, chủ yếu tập trung ở một số quận và thành phố ở thành phố Siping, thành phố Liêu Nguyên, thành phố Trường Xuân và thành phố Cát Lâm. Lượng mưa có phạm vi ảnh hưởng rộng, cường độ lớn và các khu vực mưa bão tập trung, điểm hiếm thấy kể từ khi có hồ sơ khí tượng ở tỉnh Cát Lâm. Bão Kandu đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Bão Kandu đổ bộ vào bờ biển thị trấn Vũ Dương, thành phố Wuchang, Quảng Đông lúc 13 giờ 45 phút ngày hôm qua và đêm qua nó rời Quảng Đông và đi vào Quảng Tây, cường độ suy yếu dần. Tại Quảng Đông đã có gió giật mạnh cấp 11, có nơi mưa rất to, không có báo cáo thương vong đã được nhận được. Khi đến thành phố Wuchang, phóng viên thấy cơn bão vừa đổ bộ đã mang theo những cơn bão dữ dội. Trên đường đi, một số lượng lớn cây cối bị gãy đổ, những cây chuối lớn bị đổ rạp, nhiều khu đất trồng trọt bị ngập nước, cây đổ chắn ngang thân cây gây ùn tắc giao thông nhiều nơi. Tổng cục phòng thủ sông Châu Giang và ba tỉnh và khu vực Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt và ứng phó bão cấp 3, 2 và 4 lần lượt. Thành phố Quảng An giống như đậu hũ đập dập. Vừa qua, trận lụt từng nhấn chìm thành phố cổ Quảng An ở Tứ Xuyên đến độ sâu 9m đã rút đi và 230.000 nạn nhân bị lũ cuốn trôi đã lần lượt trở về nhà của họ. Mọi người trở về nhà thấy thành phố bị tàn phá với phù sa trên khắp các con đường và những ngôi nhà thấp tầng bị cuốn trôi. Tôi đã sống ở đây hơn 70 năm và tôi chưa bao giờ nhìn thấy con nước lớn như vậy. Yi Mingpu, một người dân 80 tuổi, cho biết khi ngồi trước ngôi nhà cổ bị xoắn lại thành chữ SC. Bây giờ đã cũ, thành phố giống như tảng đậu hũ bị đập thành từng mảnh vỡ vụn. Lũ lụt và thảm họa ngập úng đặc biệt nghiêm trọng, gia tăng đặc biệt nhanh và thảm họa đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi một số ứng dụng đặc biệt được sử dụng liên tiếp, thành phố Quảng An chính thức thông báo rằng hiện tại 160 thị trấn và đường phố ở thành phố Quảng An đã bị ngập lụt và thiệt hại tại Quảng An nhiều nhất trong lịch sử. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ lũ lại lớn như vậy. Xie Changhua, nhân viên của trụ sở phòng chống lũ lụt thành phố Hoa Đình ở khu vực Quảng An cho biết một số thị trấn ở đây đang bị nhấn chìm khỏi mặt đất. Mưa lớn ở Cát Lâm phá hủy đường sắt và lũ lụt các ngôi làng. Tại tỉnh Cát Lâm, mưa lớn liên tục đổ xuống trong những ngày gần đây, khiến nhiều ngôi làng trong tỉnh bị ngập lụt. Một đoạn đường sắt ở thành phố Liêu Viên, nơi có lượng mưa lớn nhất đã bị cuốn trôi và một số hồ chứa cỡ vừa cũng bị gặp nguy hiểm. Vào sáng nay, phóng viên nhìn thấy trên đường đến thành phố Liêu Nguyên, mực nước của một con sông địa phương tên là sông Đao Liang đã tăng vọt, hoa màu hai bên sông bị lũ nhấn chìm và một cây cầu đường sắt ở khoảng cách chưa đầy 1m trên mặt nước. Theo những người dân gần đó, lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1998 đến nay và mực nước sông Đao Liang đã tăng ít nhất 2m so với những năm trước.
Được biết, mưa lớn đã cuốn trôi một đoạn đường sắt giữa thành phố Mexico và thành phố Siping và một số lượng lớn thợ sửa chữa khẩn cấp đang sửa chữa đường sắt tại hiện trường. Theo những người dân sống gần ga xe lửa Pimpa, vào khoảng 23 giờ đêm qua, người dân thấy nước lũ tràn vào nhà, cửa không mở được, nhiều người dân trèo ra qua cửa sổ. Phóng viên nhìn thấy gần ga xe lửa Pimpa, mặc dù nước trong khu đô thị đã rút bớt, nhưng ở đoạn đường trũng thấp, người dân vẫn phải lội qua nước ngập đến thắt lưng để trở về nhà. Phụ lưu của sông Leong He ở Liêu Ninh bị vỡ đê. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, một vết nứt đã xảy ra ở đoạn Aji của sông Heng Li, một nhánh của sông Liêu Ninh ở tỉnh Liêu Ninh. Vết thủng rộng 20 mét nhấn chìm 5.000 hectare đất canh tác và di chuyển hơn 3.000 mọi người một cách an toàn. Điều này được hiểu rằng từ sáng sớm ngày hôm qua, lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở khu vực địa phương và lượng mưa lên tới 362mm trong 24 giờ. Đoạn Aji của sông Sanji đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp đến 4 giờ 30 phút sáng nay do lượng mưa lớn và thời gian hợp lưu ngắn, dòng chảy của sông Sanji đạt 600m³/giây, sau đó xảy ra vỡ đê. Sau khi xảy ra vụ vỡ đê, chính quyền địa phương đã khẩn cấp gọi hai thuyền xung kích đến giải cứu 67 người bị mất kẹt, không có thương vong về người. Theo tin tức mới nhất từ các bên liên quan, do lượng mưa cục bộ với cơ bản đã ngừng, lưu lượng nước tại chỗ vỡ đê đang suy yếu và đoạn đê bị vỡ sẽ được xây dựng lại sau khi lượng mưa ngừng hoàn toàn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.